Gia Lai cao nguyên lộng gió với nhiều đặc sản do thiên nhiên ưu đãi và ban tặng. Khí hậu ở đây có hai mùa khô mưa, nên có lẽ văn hóa ẩm thực nơi đây cũng ít nhiều bị tác động. Có một món ăn rất đặc trưng của Gia Lai mà du khách nào đến đây cũng không thể không thưởng thức. Và nó vừa được Tổ chức Kỷ lục Châu Á chính thức công nhận 10 món đặc sản nổi tiếng của Việt Nam. Đó chính là phở khô Gia Lai, hay mọi người vẫn đặt cho nó một cái tên khác, phở hai tô. Thì nguyên vật liệu để nấu món phở này cũng khá là đơn giản. Khi mà làm món phở thì đầu tiên chúng ta phải có cái gì nào? Phải có bánh phở đúng không? Chúng ta sẽ chuẩn bị khoảng cỡ 500g bánh phở làm bằng bột gạo. Ngoài ra thì còn có xì dầu nè, hay gọi là nước tương đó. Đây là tương đen, hành phi, đây là thịt bò, đây là hành tím, tỏi, băm nhuyễn, đây là giá và một số rau ăn kèm, ví dụ như là hành ngò nè, rau quế nè, đây là ngò gai, hai trái ớt. Ngoài ra thì chúng ta còn có một chén khoảng cỡ 5 viên thịt bò viên và cuối cùng là một dĩa khoảng cỡ 200 gram thịt heo xay nhuyễn nữa. Hà Trinh sẽ cắt kiềm diễm, ngò gai nhé, hành lá cắt thật là nhuyễn để chúng ta nêm nếm á. Còn riêng ớt thì chúng ta sẽ cắt lát mỏng để trang trí. Riêng bò viên thì chúng ta sẽ cắt một viên thì khoảng cỡ 4 đến 5 lát bởi viên này hơi to. Trong lúc Hà Trinh cắt thì Diễm sẽ xào thịt heo. Đầu tiên thì sẽ bật bếp lên ha. Chúng ta sẽ cho dầu vào trong chảo và để cho dầu nóng lên. Bây giờ thì mình sẽ cho tỏi băm nhuyễn vào quý vị nhé. Bây giờ thì mình sẽ cho thịt heo vào và xào cho đến khi nạc thịt heo chín vừa. Chúng ta nên dùng đũa đánh cái thịt heo tơi ra nhé. Bởi vì thịt heo chúng ta không ướp sẵn cho nên chúng ta sẽ cho một chút xíu hạt nêm vào, muối và một chút đường nữa nè. Khi thịt chín và thơm rồi chúng ta sẽ tắt bếp và cho thịt ra đĩa. Nhanh dữ rồi ta. Hôm nay là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn phải không? Bây giờ thì chúng ta sẽ trụng bánh phở, cho nên là chị có chuẩn bị một nồi nước trụng rồi đó. Trinh bắt qua bên này mình chị nha. Chị sẽ chuyển cái nồi nước dùng qua đây. Rồi. Giao nhiệm vụ cho Trinh nè. Trinh sẽ trụng bánh phở và giá. Và cho bánh phở và giá đã trụng vào trong cái tô đây. Sau khi mà trụng xong á, thì em sẽ cho một chút xíu xì dầu và tương vào trong cái tô phở khô và em trộn nó lên. Sau một phút chờ đợi thì nước sôi rồi. Bây giờ thì Trinh sẽ trụng bánh phở và giá. Rồi, còn bây giờ là giá nè. Trong lúc Trinh trụng bánh phở thì bây giờ Diễm sẽ nêm cái nồi nước dùng lại một lần nữa. Chúng ta sẽ cho một chút xíu hạt nêm vào nè. Một xíu đường và muối. Rồi, xong. Bây giờ thì Diễm sẽ trụng thịt và cho vào trong tô. Thì chúng ta trụng cho đến khi nào mà cảm thấy nó ngả màu chín tới là được rồi. Còn cái phần phở này chị Diễm dặn Hà Trinh là phải trộn đều với tương đúng không? Đúng rồi. Rồi. Đây nước tương đây. Tương và xì dầu. Em không cần cho quá nhiều đâu Hà Trinh. Mình cho bao nhiêu là vừa ạ? Chỉ cho một tí xíu để tạo nên cái màu cho phở và tạo nên cái vị đậm đà cho phở là được rồi. Rồi vậy phần phở trộn này là Trinh cho nửa muỗng tương đen và một muỗng xì dầu nha. Em sẽ cho thêm hành nè, với ngò gai và một chút xíu ớt và trộn đều lên nữa. Chị quên nữa hành phi nữa nha. Hành phi. Và một ít thịt đúng không? Đúng rồi. Hấp dẫn quá. Còn bây giờ thì em sẽ trộn thật là đều. Em có ăn cay thì em cho ớt vào nha. Trong lúc đó thì Diễm sẽ trụng bò viên và cho ra tô. Sau đó thì sẽ múc nước lèo vào trong tô nè. Sẽ rắc trên tô một ít ngò gai và hành lá. Như vậy là tô nước dùng của chúng ta đã xong rồi đây. Rồi, cái phần phở trộn của Trinh đã xong rồi nè. Đậm đà hương vị, ngon thiệt á. Lưu ý là trong món phở khô này chúng ta không dùng nước mắm. Chúng ta chỉ dùng nếu mà nêm á, tại vì mặn là bằng muối. Còn tạo vị ngọt mặn như thế nào trong tô phở thì chúng ta sẽ dùng hoặc là muối, hoặc là xì dầu, hoặc là nước tương thôi. Lưu ý là không dùng mắm cho món phở này nhé. Trinh nhớ rồi.
Hay là chắc là Trinh giữ cái tô phở này ăn luôn buổi trưa quá. Xí phần phải không? Nếu mà buổi trưa thì chúng ta có thể ăn tô phở này, ăn phở khô Gia Lai hay là phở hai tô, ăn kèm với đó là một dĩa trái cây tươi. Còn buổi chiều thì Trinh nghĩ là mình sẽ ăn canh gà lá giang, cộng theo đó là tôm rim mặn và tráng miệng là chè bắp.